Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục mình chỉnh sửa một cái cây hải châu các bạn. Cái cây này mình cũng bỏ nắng bỏ mưa. Bây giờ mình thấy nó đang ra phóng đọt và ấy quá. Bây giờ mình chỉnh sửa lại. Đó. Cây này thì nó nói chung lá cũng đẹp bạn, lá tròn. Nhưng mà đợt rồi có trái, số trái nó bị lao nè các bạn. Trái nhiều quá nó bị lao. Bây giờ thôi mình chỉnh lại đi. Cái này không biết sửa sao đây. Kỳ quá. Đó. Mình sẽ chỉnh lại các bạn. Chỉnh lại. Mấy cái rêu này á, mình đâu mình lấy mình bỏ qua những cái chậu khác cho nó lên luôn các bạn. Để bỏ nó uổng các bạn. Cái rêu này giờ nó mọc lên cũng hiếm. Cạo cái rêu này. Bỏ vô mấy cái chậu khác cho nó lên luôn.
bữa nay nó mưa quá trời mưa các bạn. Nay nó nắng nắng lại đây. Còn nắng được mấy ngày mưa suốt luôn. Nhánh này mình phải bẻ kẽm nhỏ hơn chút các bạn, để mình bẻ kẽm lớn thì khó quấn đủ thứ các bạn. Mở ra cũng cực nữa, tại cái kẽm cái nào nó phải vừa tầm nó. Ví dụ cây này kẽm 2 ly thì phải bẻ 2 ly, ly rưỡi thì bẻ ly rưỡi. Cây kẽ cái cọng đó nó có bẻ kẽm khoảng chừng 2 ly thôi. Nó đi mình bẻ đó 3 ly thì nó hơi nặng tay. Cái thứ hai nữa bẻ nó nhìn vô nó thô nó không đẹp. Bẻ những cái tay chi nó sửa từ tay dưới, từ dưới lên trên luôn. Thấy như cái nhánh này nó bị khuyết và cái này nó cái chi nó bị khuyết. Nhánh này cái cây này mình lấy trên thành phố về nha các bạn. Anh em ta cũng nói cây sông cầu sông hậu gì đây, mình cũng nghe vậy thôi. Mình không có tin các bạn, tại mình thấy cái lá đẹp vô thôi chứ mình không có tin cái chuyện mình đã nói. Nói thì thí dụ như cái anh này á, anh mua thì cái người bán nói anh sông cầu thì về nói mình sông cầu chứ anh đâu có nói mình cây này ở Ninh Thuận Bình Thuận, đúng không? Tại cái người bán người ta nói vậy thì về anh nghe bắt chước nói anh nói theo thôi. Cái cây này mình lấy ảnh một xe tải luôn các bạn, mình lấy một xe tải luôn á. Lấy một xe tải luôn, nói đây mình nói thật. Nhưng mà tại cây của La Cà đem bán trên đó bạn sẵn á, mình đã lấy rồi mình thấy mình nói vậy thôi, mình lấy luôn tại nó không nhiêu tiền á. À, cây mini này mà đâu nhiêu tiền đâu, phải gạt nhau chứ. Mình lên cái chợ qua các bạn, cái chỗ triển lãm cây á, mình phát hiện có mấy cây hải châu, cây hải châu nhưng mà lá rất là to các bạn, lá rất là lớn. Mình thấy ba cây hải châu mà nó được con trái một các bạn, trái một đó. Anh em người ta nói mình hải châu sông cầu, không lẽ mình đi nói trời ơi tôi thiệt ảnh đâu biết mình có cái vườn hải châu, không lẽ mình nói mình vườn với sông cầu gì. Cái lá mà nhìn cái lá nhiều khi cũng đánh giá được cái cây ở vườn nào các bạn. Nó nói chứ không phải mình nói quá thì đâm ra chỗ người ta nói mình nói hoa ha bậy. Nhưng mà thật ra các bạn chơi nhiều, các bạn đánh giá hết được.
nó là cái gì, cây ở vùng nào. Nhiều khi các bạn nhìn nó các bạn cũng biết quá. Mà nói chứ mình chơi nhiều mà phải có một chút kinh nghiệm chứ, đúng không? Chơi nhiều mà không biết cái gì về điện nó nước đó, thì nó rất là phức tạp, khó lắm. Phải biết nó là cái gì. Khi người ta bán thì sao người ta phân biệt cái hải châu núi và cái hải châu biển đảo, phân biệt cái làm gì các bạn? Bạn biết rồi đó. Tại vì cây hải châu biển đảo các bạn nó già hơn cây hải châu núi, mình nói thật. Rồi nghe người ta nói phân biệt để làm gì? Để cho cái người chơi á, không, ta nắm được. Để ta mua về để ta mình thấy các bạn, mình thấy những cây hải châu mà núi á, cái độ lớn nó lớn hơn nhiều rất so với cây hải châu biển đảo các bạn. Cây núi nó lớn lắm, to lắm. Đây mình mua mấy cây về mình ghép nè, nó rất là to. Còn cây hải châu núi nhỏ xíu cũng có nữa các bạn, có dạng mà mini cũng có nữa, thiếu gì nó đủ loại. Đa số là cây hải châu á, núi là anh em ta bứng lựa ta cây to ta bứng không à, ít khi nào ta bứng cái cây mà mini nhỏ nhỏ lắm. Tại sao mình nói vậy các bạn? Tại vì á, mỗi lần bứng cây hải châu núi á, anh em người ta giác nó xa, không, nó trong núi giác khó đi, tới đi lui rất là cực. Dướng dấp rồi tùm lum đó các bạn. Rồi đó, bởi vậy người ta bứng cây to như vậy ta cắt ngắn không các bạn, ta cắt lùng về ta chơi cây mini bonsai, không. Còn cây núi mà các bạn sao để làm chuyên được, nó nằm trong đó nó phóng cái đọt lên, phóng cái đọt mình nó phóng đọt là gì, phóng đọt là nó chen là nó lên nó tìm ánh nắng á. Để nó sống chứ cây mà cây núi mà cây mà các bạn nói ở nằm ở dưới phút nhỏ nhỏ, bây giờ mini nhỏ nhỏ nằm ở trảng thôi chứ nằm trong rừng là coi như nó chết, đâu có ánh sáng nào mà nó sống đó. Do đó anh em tôi thấy nè ha, mình theo mình thấy nha, ta bứng cây núi về ta cưa không, ta cưa thành cây con thành một cái gốc nhỏ nhỏ gốc thì ta mới đem về được các bạn. Còn mấy anh em mà cây biển đảo nhiều khi anh em ta lấy luôn cái cây đàn riêng về để người ta chơi cho nó mau nhanh cho qua cho trái đó, chứ không gì á. Thằng riêng nó là vậy, cái thằng riêng nó không có gì á, nó bớt một phần cho anh em ta chỉnh sửa, có những nhánh chi nó có sẵn ta chỉnh sửa. Còn những cái thằng riêng mà bây giờ là được sống các bạn, sống sống khỏe thì nó cho trái rất là đẹp, cho trái rất là to, tại vì nó bản thân nó đã già rồi, tàn lâu rồi. Đó. Nói vậy không biết đúng hay sai nhưng mà thật ra theo mình như này mình thấy nó vậy các bạn. Còn trong vấn đề bây giờ là cây dùng này dùng nọ, nói nghe chơi chứ mình không có tin các bạn. Anh em nói thì mình nghe vậy đó. Ừ, cây hải châu cụ xanh cụ lâu gì đó thì cái chuyện đó là chuyện anh em ta bứng ta nói, nhưng mà bây giờ mình thấy ngay chỗ cái như cái kênh mà bây giờ ta trực tiếp đi bứng các bạn, chính thầy bứng đó, thì đó là sự thật, không có thể nào chối từ và chối cãi được đó. Nó là vậy, ta bứng đem về sau khi ta quay tại rừng luôn mà mình không có chối cãi được cái chuyện đó. Với anh em người ta mua bán mình á nhiều lần các bạn, ta không thấy đâu. Các bạn mà lên những cái kênh trên Face này kia nọ, trên
Zalo hay là lên Facebook gì đó. Nhiều khi á cả đời bác có các bạn mới gặp lại nhau lần mua. Do đó bây giờ cái gì cũng vậy, tiền nào của máy là bán quà, tiền nào của máy. Còn cái tiền mắc mà của không ra gì, các bạn chỉ là nghe bị gạt thôi. Bị gạt thì cái chuyện đó ai cũng bị, mình bị cũng nhiều lắm á, cái gì cũng bị. Người nào mà làm ăn ra đời mà chưa bị gạt á là rất là cao thủ võ lâm các bạn. Cao thủ chứ không phải chơi đâu. Cao thủ là người ta gạt người khác á, rồi người ta mới có cái bài học, thật kinh nghiệm, bởi vậy ai gạt được. Đúng không? Mình nói đây mình nói đúng thì sai, các bạn có bình luận đi, không có gì đâu. Chuyện mà bình thường mà. Bây giờ cũng xong rồi các bạn nè. Đó, mình nâng cái chậu lên ha. Kỳ quá, cái đọt này á các bạn, đáng lẽ mình phải lấy vô đây nữa nè. Nó mình lấy vô trong này nè, nhưng mà cái đọt này nó bị chết đó các bạn. Giờ mình phải tạo một cái đọt khác lại. Cái đọt thì cũng làm không bao lâu các bạn, bị lao á, thì giờ mình phải tạo cái đọt lại chứ không có bao lâu á. Đó, cây này thì mình bẻ nè, bẻ từ dưới này nè, bẻ ngược lên đó. Chỉ như vậy thôi chứ mình không biết sao nữa các bạn. Cây này đó người ta mua về người ta cắt tới đây nè các bạn. Đó, đây mà không biết cây này đổ cũng không được mà bay cũng không được, tại cái dàn chân nó dày rồi, nó phải bẻ ngoái đầu lại kiểu mà hồi đầu có siêu phong mình thì nó siêu muốn ngã luôn á, chứ không phải siêu gì đâu. Đây bẻ cái đọt ngoái lại nè, cái chỗ này mình lấy lợi nè các bạn, chỗ lấy lợi nè. Mình sẽ tạo dáng cái này lại. Về mình bỏ bê nó quá, để mình đo thông số nhiều. Và cây này giờ cũng hơi khó tìm. To các bạn. Mua nhiều cây mấy cây đủ tàn gì mua mắc lắm. Mình đợi gốc rồi. Đây 16 các bạn, 16 dưới này cái cổ rễ là 16 nè. Ở trên các bạn, trên thân trên đây. Ở trên nó 12 à. Đó thì các bạn mua những cây mà gốc nó quanh 16 thì các bạn biết rồi. Thành ra mà bây giờ hiện giờ mua cái phôi thôi. Và được có 16 là cũng coi như là phước rồi. Mình gặp may rồi. Bây giờ trong anh em ta đi bứng đi đào các bạn là không thấy nữa. 20 là coi như là tao kêu để cái giá khác rồi. Đó, nó là vậy rồi. Thì mỗi cái người thì mỗi xích cái thế khác nhau. Do đó giờ thôi, mình làm tới đâu là hay tới đó. Đó, vậy thôi. Rồi quay xuống cho các bạn xem nè. Vòng vòng luôn dưới lên nè các bạn, cây này qua dưới lên này đó, các bạn theo cái chỗ này mà chưa ấy nha các bạn,
cái đọt ở đó có đọt đây mà nó chết rồi. Giờ lấy nhánh này lại nè, này nó chưa hoàn chỉnh nha, cây này nó chưa hoàn chỉnh theo mình đó. Mình lấy cái chủ lại nó mới hoàn chỉnh, lấy chủ mình lấy về ngược cái đây mình đánh một cái tàn nó phơm lên tới đây nè các bạn, mình phải tới đây nè, đó là tới đây là nó mới lấy nè. Mình kiếm mình cái cây mình cắm vô thử cái thị phạm của nó. Nó phải vô vầy nè các bạn, đó, theo, vô vầy rồi bẻ nó mới ra thành cái hình cây, đó. Giờ giờ nó không có được, do đó nó trở vầy thì trời cho sao để vậy thôi, đâu có ép có được, rồi clip cũng vậy các bạn, mình kết thúc clip. Co lắc rất cái độ cong này là không thể nào được các bạn, cái này là thiên nhiên tạo thôi chứ con người tạo không được. Cây này gốc rất là lớn, không ai bẻ nổi cái gốc này đâu, cong kiểu đó đâu, cong đó là bị lao hết. Hồi đó đây có cái mặt cắt nè các bạn, đây rồi anh em ta cắt nè, này ta lấy cái độ cong lại. Rồi kết thúc clip các bạn.